Cô Dục Đời, mình là Lê Huy Giỏi. Trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi SneakerCon. Như mọi người đã biết thì SneakerFest và SOX là hai sự kiện giày cực kỳ lớn tại Việt Nam. Thì SneakerCon là lớn toàn thế giới luôn. Thì hiện tại thì mình đang ăn ở một cái nhà hàng ở Trung Quốc để lấy sức tí nữa còn đi chinh chiến xếp hàng nữa. Thì mình đang ăn ở một cái nhà hàng tên là Imperial và cách vụ nó rất là thú vị. Giống như là mình đi ăn buffet nhưng mà mình vẫn phải trả tiền theo món. Và họ cứ đưa đồ tới xong rồi mình thích thì mình ăn, không thích thì thôi. Cái cách làm việc thay vì là mình phải gọi menu, order thì đây mình thấy là cái cách vụ rất là mới và rất là thú vị luôn á. Món ta lấy gì anh? Xương giò heo. Giò heo, chân gà, rồi bánh cạo, rồi xá xíu, rồi. Bây giờ thì để mình enjoy cái bữa trưa này đã, rồi tí nữa mình sẽ dẫn mọi người đi qua SneakerCon sau. Hey yo, và mình vừa mới đi ăn ở bên cái nhà hàng kia xong để chuẩn bị vào, và may là trời không có mưa quá là to chứ là không có làm ướt giày. Mình bây giờ chuẩn bị get into SneakerCon thôi. Có lẽ là mình chẳng mua gì đâu bởi vì tiền ăn mình còn thiếu mà huống hồ từ tiền mà mình mua giày. Dạo này mình vào mình quay cho mọi người biết thế nào là SneakerCon và SneakerFest nó khác nhau giữa Việt Nam và thế giới như thế nào. Để xem gọi là thế giới đó, mình Việt Nam mình đã bằng thế giới chưa hay là vẫn chỉ đang từ từ thôi. Trời bây giờ thì cũng khá là mưa, kiểu mưa li ti thôi. Nhưng mà mình cũng đã xịt Grab vô cho nên là bất chấp mọi điều kiện thời tiết luôn, mình vẫn có thể đi SneakerCon được. Trước khi mà mình qua đây mình ước là mình được đi SneakerCon, xong rồi bùng cái sẽ được tổ chức ngay sát gần ngay cái ngày mà mình được về Việt Nam luôn, kiểu bất ngờ vậy. Cũng may là mình không có lỡ cái buổi này, chứ nếu không phải chờ tính thêm một năm nữa mới có thể đi lại một lần nữa. Ê, đông vãi. Có Grab đây nè. Kiểu ở đây chúng ta có hộp đựng giày của Grab này, một cái bộ Grab với một bộ luôn, một bộ kit luôn. Kiểu bình thường là Việt Nam là SneakerFest hay là SOX thì nó chỉ cho những cái người nào mà những cái thương hiệu lớn, các local brand bán. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là tất cả mọi người đều có thể vào bán và mua được. Đây có bếp nè, rồi van. Đây có một đôi Presto, một đôi Air Force One Off-White. Và cả cái đôi 1000+ đô Nike nữa. Air Max 97. Wow. Off-White Chicago nữa nè. Kiểu lần đầu tiên mà mình thấy tận mắt tất cả những mấy cái đôi Off-White này ở ngoài đời luôn. Đây chúng ta có một cái đôi Travis Scott thì có một lần là mình mém xíu là mình trade được đôi Travis Scott này rồi, nhưng mà cái hàng UCLA nó hơi hãm cho nên thôi bỏ luôn. Đây chúng ta có Off-White Chicago size 9.5, giá là 5.750, là 5.300. Wow, size 13 là 3.600. Đây có cả Jordan 4 Course và màu đen và màu xám, kiểu nhìn ngầu quá. Đôi này là trong SOX là bỏ vào bể lọc nước rồi đúng nhở? Bể bỏ vào bể cá. Tiếc tiền quá. Đây, Nike Blazer Sakai. Wow. Đôi này mình thấy đẹp nhất trong tất cả những cái đôi Sakai xuất hiện ở đây. Wow. Single Spam Jesus. Bây giờ giá của đôi này là size của mình đấy, 1.300 đô. My god. Off-White Nike Air Max 90 Off-White. Ủa đôi này đôi gì anh sao thế? Ôi trời. 800 đô. Cô mới quân 1, 2, 3, 4, 5, 6 đô, 7 đô, 8 đô. Oh, đôi vân tay mình đã check với đôi mình đang đi ở đây là Vetements Reebok Jordan 1 Tudo. Giá bao nhiêu? 1.125. Ê, ba lô Off-White nè, Remove Wire collab với Off-White 2.000 đô. Jesus. Một cái skate của Supreme có thể dùng để trang trí các thứ này nọ. Ở đây nó có bán cả dây Off-White, rồi ba phụ kiện keychain, rồi ốp lưng nè. Cheesy October. Ê, đỉnh vậy. Ngầu vậy. 3.000 đô, 5.000, 8.000 đô, mười mấy nghìn đô cho đâu đấy đấy. Cái chỗ này là mình sẽ tới để trade giày hay tất cả các thứ này nọ ấy. Kiểu mọi người ngồi thế này thì chúng ta phải trade giày, và đây là cái mà mình thấy ở Việt Nam không hề có. Hơi tiếc là một điều là như vậy, tại vì một phần là ở Việt Nam ấy, người ta không có cái chỗ mà để set up cái SneakerFest và SOX thì hơi bị nhỏ, bằng vừa đủ một cái sân vận động thôi. Thì
Nhưng mà ở đây thì lại quá rộng, kiểu đúng khu một khu chơi, kiểu mọi người có thể ngồi ở đây và chat dài lại với nhau. Nếu được thì mình sẽ tháo cái đôi Vetsamon của mình ra, mình trade luôn. Có một cái sneaker con, luôn luôn có một cái gọi là sneaker legit check. Thì nếu mà ai mua giày hay là gì, mọi người có thể tới và check giày. Thì mọi người thì những người đó họ sẽ check cho mình. Thì mình không biết là cái giá của nó là bao nhiêu cả. Thì tí nữa mình sẽ check cái đôi Vetsamon của mình. Kia là nơi mà mình sẽ check legit giày. Một ông ngồi đó ông sẽ check cho mình, kiểu mình sẽ mong là mình sẽ tí nữa tới mình trade. Rejuvenator check. Oh, kiểu mình thích mình thích cả Rejuvenator, mỗi cái là cái bàn chải của nó. Kiểu nhiều loại bàn chải thì đánh được nhiều loại khác nhau á. Nhưng mà mình lại không thích cái mùi của nó. Wow. Yeah, ok. Cái này là cái wipe, wipe. Nhưng mà nếu mà xé này ra mở xài thì nó bị khô á. Nó to bằng bàn tay luôn, sợ thì 150 đô. 150 đô á hả? Thì cái giá. Bây giờ mới gặp một bây giờ mới gặp một bạn Việt Nam. Anh vlog em. Hello em. Ok. Ông anh mình đang thốt một đôi Yeezy 700. Oh. Có thể là mình không có biết ông này, nhưng mà những cái đôi giày ông đi là cái này là cái mẫu sample mà Nike chưa release ở store bao giờ mà nó có rồi, kiểu oh my god. Nghĩa là Blaze and Larry là một youtuber khá là nổi tiếng ở nước ngoài, cũng khoảng 1.5 triệu sub rồi đó. Kiểu ai cũng tới, kiểu cái con nào cũng có ở đây hết, cho nên là mình thấy khá là quen. Đằng kia cô tóc vàng kia là chỉ là mẹ, rồi kia bên là bạn hay là ba, kiểu có ba mẹ ở đây luôn. Trong kia ở trong. Are you a person who came for Yeezy 700 Venta? No, I live here. Oh, sorry, it's just the one em đến tập cái này cho em mà. Nó xoáy á. So actually how much? How much? Yeah. 300. 300. Wow. 9.5. Oh, my size. Không luôn. 200 nói 240 đấy không? 300 mà. Cái giá không? Bây giờ là đang chơi cái vùng này. Now we're gonna definitely have to just take the audience. Alright, so got some beer too, just in case. All the schools, perfect. I got some. You guys can get 2 prizes for this one. But bây giờ là đang check cái đồ Yeezy 700 mới mua. Thì nếu mà đồ này là real thì nó sẽ cho mình một cái tag. Từ 1 giờ chiều đến khoảng 5-6 giờ chiều mới rời khỏi chỗ đó, kiểu vào khoảng 7 giờ tối luôn. Bởi vì 7 giờ tối nó đóng thì mình đi vào lúc 1 giờ chiều và ở đó cả ngày luôn, có thể nói là vì vậy. Thì mọi người thấy vlog hôm nay như thế nào? Nếu thấy hay thì hãy like, share và đặc biệt là hãy nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho mình. Mình là Lê Huy và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Peace out.